Lỗ Tấn là hậu thế của Lỗ Chí Thông. Đấy, cái vấn đề quan trọng đấy. Cùng họ Lỗ cả mà. Đấy, hai ông đều là Lỗ cả. Thế gần đây anh đọc những tác giả nào? Dạ, dạo này cháu chỉ đọc về sách về khoa học thôi ạ. Thế thì hỏng bét rồi, hỏng bét rồi. Anh làm khoa học tự nhiên mà anh không nghiên cứu khoa học nhân văn để cho nó cân bằng chứ. Đấy, anh phải nghiên cứu để cho nó cân bằng, không có cái nặng cái nhẹ nhỡ lộn phộng thì làm sao. Dạ, cháu cũng muốn thế ạ.